nó dính nó cải luôn đó. À, quên ra. Đây là khi nào cho con thỏ nó ăn ăn củ cải luôn nè, mà các bạn mình coi nè. Thỏ gừng á. Thỏ gừng đó mà nó ra cho ăn nè. Nó dạng vậy đó. Nó dạng nó không sợ cho con thỏ đó. Nắm bịch thường đó không có gì đâu. Ông buông cái tay con thà nó đi cho mình nó được không? Buông tay cầm đi con. Cầm chắc củ cải. Ờ, đó. Cho nó cầm chắc củ cải nha, đừng cho nó giục nó cắn luôn. Để nó ăn luôn củ cải mình nha. Nó ăn hết cái củ cải nữa cũ con ta rồi. Đúng là con thỏ phải ăn củ cải rồi. Khi nào con nói tao cho mày ăn củ cải nha. Ăn củ cải nha. Ừ, ăn đi thỏ. Chứ thỏ. Chứ thỏ ăn đi. Không đụng phải gớm nó. Hồi đụng. À đừng đụng nó nha. Đừng đụng đi vô nha. Không cho ăn nó nhiều. Cho nó ăn nhiều luôn hả? Nhiều không? Thôi đi con. Không. Để cho ăn hoài vậy. Thôi để mời cho ăn tiếp nữa để mình mới coi hoài được. Thì mời cho ăn nữa nha. Mời cho ăn nữa mời nó ra nữa mà. Trời ơi, đứng cho ăn hoài ông nội. Thôi đi con, đi. Vô nha. Cho ngồi cho nó ăn hoài vậy. Nó ăn nhiều. Thôi ông ngoại đưa thêm. Ông ngoại đưa thêm cho nó ăn nữa hả? Đưa thêm màu đỏ. Đưa thêm củ màu đỏ nữa hả? Dữ thiệt chứ. Cho ăn nhiều đỡ đỡ. Cho ăn nhiều cho nó đỡ đỡ ha. Ghê thiệt, khi nào cho ra cho cô thỏ ăn củ cải, thỏ gừng. Rồi vô. Rồi, nó bye bye nó đi. Bye bye. Bye bye nha. Bye bye thỏ. Bye bye chú thỏ. Bye bye chú thỏ. Rồi.